Rồi. Cực kỳ cân bằng, buông tay ra tự ổn định độ cao. Rồi gỡ xuống đi. Cái này hết rồi. Phần bài tốt, cực kỳ bền. Phần bài tốt. Xin chào mọi người, mình đến từ khangvinrc.net. Hôm nay mình sẽ tư vấn cho mọi người một sản phẩm là máy bay điều khiển từ xa mini. Trong cái hộp có mã sản phẩm là S220. Bộ sản phẩm là bao gồm một máy bay, một bộ điều khiển. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Cái này là sợi dây USB. Cái này là cho mình là một cánh đuôi xe cua. Cách mở hộp, mở chiếc máy bay ra thì trước tiên mình ấn hai cái nút này. Đó. Mình lấy máy bay lên. Đó. Cái này là bộ điều khiển. Đó. Còn phần bộ điều khiển là mình bỏ 6 cục pin vào đầu mốt. Còn phần cách điều khiển thì trước tiên là mình bật công tắc máy bay lên, chuyển qua on, đèn máy bay nó sẽ sáng. Bật tầm mode lên, đèn nó sẽ lên màu xanh, thì cái đó mình mới điều khiển được. Trường hợp 2, khi mình bật tầm mode lên mà đèn trên tầm mode của mình là nó tắt gấp nháy là mình kéo cần ga lên, kéo xuống cho đèn đây đứng mình mới điều khiển được. Đó. Còn cái này, nút này là nút cần ga lên xuống, là trước tiên thì mình đẩy khoảng 20% ga lên cho cánh khởi động, mình đẩy mạnh lên luôn. Máy bay cao quá thì mình hạ từ từ xuống, hay cao thấp thì hết độ cao nào đó mình giữ luôn. Bên đây là tiến tới, tiến lùi, xoay trái, xoay phải là cái này. Khi máy bay của mình mà đẩy hết ga lên luôn mà nó lên không nổi, nó hạ xuống từ từ là máy bay của mình là hết pin, thì mình nghĩ trung bình 10 phút sau thì sạc, đừng có sạc liền. Đang bay mà mình có dây chạm mà lỡ đụng vô tường vô gì đó là mình phải ngắt ga. Đụng vô là ngắt ga, máy bay nó sẽ khó hư hư. Còn cái nút này ABC là cái này là tần sóng. Thí dụ mình mua 3 chiếc. Chiếc này A, chiếc kia B, chiếc kia C, thì mình chơi 3 chiếc không trùng tần sóng với nhau được. Còn cái nút tròn ở đây là cái này là chỉnh cân bằng máy bay. Thí dụ mình bay lên mà máy bay của mình nó không có đồng, cái đuôi nó xoay về bên trái thì mình xoay về phải, phải xoay về trái thì mình chỉnh ngược lại thôi. Chỉnh sao cho máy bay nó bay lên nó đứng một chỗ là ok. Cơ bản là để là chính giữa 50-50. Đó. Nhớ dây chạm là phải ngắt dây cho nó khó hư hư. Máy bay nhỏ gọn. Đó. Có đèn dành cho mình bay ban đêm. Nó là càng bát dẻo nè. Đó. Nó có gãy. Còn cánh nữa, cánh dẻo. Đó. Còn phần cắt sạc pin
thì cái này nó sẽ có hai cách sạc. Một là mình sạc qua sợi dây USB đó, hai là mình sạc từ remote pa. Thì muốn sạc là từ remote pa thì trước tiên mình phải bật công tắc này lên, nó chuyển lên màu xanh đó. Ra đây đó, nó sẽ có sợi dây USB đó, mình cắm vô cái dắt màu trắng đó, các bạn thấy chưa, lên đèn xanh với đèn đỏ, tắt đèn đỏ thì nó đầy. Thời gian sạc remote trung bình là khoảng 20 phút. Còn phần sạc dây USB thì nhà mình có sạc có máy tính hoặc là cục sạc điện thoại, cái đầu này mình cắm vô cổng USB, còn cái dắt màu trắng thì mình cắm vô máy bay đó. Cái này mình sạc dự phòng đó, mình cắm vô đó, cắm vô thả đèn ở đây nó sẽ sáng, thì nó tắt đèn này là chiếc máy bay nó lại pin rồi. Thời gian sạc trung bình là khoảng 20 phút, nửa tiếng là ok.